Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Chỉ còn chưa đầy 48 giờ nữa, vào cuối ngày 5 tháng 11 theo giờ của Mỹ, tức là trưa ngày 6 tháng 11 giờ của Việt Nam, ông Donald Trump, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa và bà Kamala Harris, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, sẽ kết thúc cuộc đua song mã đầy gay cấn vào Nhà Trắng. Con đường mà ông đã trải qua từ kinh doanh cho đến chính trị là một hành trình không hề bằng phẳng. Thậm chí có thể nói ông Trump đã vượt ngàn chông gai để đi đến vị trí như hiện tại. Cậu ấm Donald Trump sinh ngày 14 tháng 6 năm 1946 tại quận Queens, New York, Mỹ, là con trai của một đại gia bất động sản. Từ khi còn nhỏ, cậu bé Donald đã được thừa kế tinh thần kinh doanh từ cha. Khi lên 3 tuổi, Donald đã có thu nhập tương đương khoảng 200.000 đô la Mỹ mỗi năm tính theo giá trị hiện tại, trở thành triệu phú vào năm 8 tuổi và đến năm 17 tuổi đã là đồng sở hữu một tòa chung cư 52 căn. Năm 13 tuổi, Donald được cha gửi vào trường quân sự tư thục New York với kỳ vọng sẽ rèn luyện tính kỷ luật. Những năm đầu ở trường quân sự là khoảng thời gian khó khăn đối với chàng thiếu niên Donald khi bị các thầy phụ trách dạy dỗ bằng những hình thức nghiêm khắc. Sau khi tốt nghiệp Đại học Wharton, cậu bắt đầu làm việc toàn thời gian cho công ty bất động sản của cha mình, tham gia quản lý các khu chung cư cho thuê với quy mô từ 10.000 tới 22.000 căn. Đến năm 28 tuổi, Donald Trump chính thức trở thành chủ tịch tập đoàn của gia đình. Ông Trump là một trong những doanh nhân ít kinh nghiệm về chính trị đã từng tranh cử và đắc cử Tổng thống Mỹ. Ông gây chấn động khi đánh bại đối thủ nổi tiếng, cựu nữ ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vào tháng 11 năm 2016 với số phiếu đại cử tri áp đảo 306-232, dù thua về phiếu phổ thông để trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ, mở đầu cho một sự nghiệp chính trị đầy tranh cãi. Một trong những dấu ấn đầu tiên trong sự nghiệp chính trị của ông Trump là sự linh hoạt về đảng phái khi đổi đảng tới 5 lần. Ông từ Đảng Cộng Hòa năm 1985 sang Đảng Cải Cách năm 1999, rồi qua Đảng Dân Chủ năm 2001 trước khi quay về Đảng Cộng Hòa năm 2009 và sau đó trở thành cử tri độc lập. Trong nhiệm kỳ Tổng thống 2017-2021, ông đã thực hiện nhiều cam kết như rút Mỹ khỏi các thỏa thuận quốc tế như Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, nay là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, thỏa thuận khí hậu Paris cũng như đẩy mạnh chính sách an ninh. Con đường theo đuổi sự nghiệp chính trị của ông Trump không hề suôn sẻ. Ông từng bị Bộ Tư pháp điều tra với cáo buộc thông đồng với Nga trong các chiến dịch tranh cử, cũng như đối mặt với hàng loạt vụ kiện về gian lận và hối lộ. Ông Trump bị xem là người thúc đẩy cuộc biểu tình ngày 6 tháng 1 năm 2021, chỉ 15 ngày trước thời điểm chuyển giao quyền lực, dẫn đến bạo loạn tại đồi Capitol. Ông Trump cũng ghi tên vào lịch sử là vị Tổng thống Mỹ đầu tiên đối mặt với hai lần luận tội, một vào năm 2019 vì lạm dụng quyền lực và cản trở quốc hội liên quan tới vụ bê bối Ukraine, lần thứ hai là vào ngày 13 tháng 1 năm 2021 với tội danh là kích động bạo loạn chống chính phủ của Mỹ. Tuy nhiên, cả hai lần ông đều được Thượng viện của Mỹ tha bổng. Bất chấp hàng loạt bê bối và khó khăn pháp lý, ông Trump vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ nhiều cử tri, minh chứng qua số phiếu ủng hộ bám đuổi sát nút với đối thủ Đảng Dân Chủ Kamala Harris trong cuộc bầu cử năm 2024. Hãy cùng chờ xem liệu lần này ông Donald Trump có thể vượt qua tất cả các rào cản, chiến thắng đối thủ của Đảng Dân Chủ Kamala Harris và trở lại Nhà Trắng để một lần nữa định hình tương lai của nước Mỹ như ông từng tuyên bố hay không. Thưa quý vị, theo kết quả thăm dò dư luận do báo The Hill và tổ chức Decision Desk HQ công bố ngày 1 tháng 11, tại 3 trong số 7 bang được gọi là bức tường xanh gồm Michigan, Pennsylvania và Wisconsin, cách biệt giữa hai ứng cử viên Kamala Harris của Đảng Dân Chủ và Donald Trump thuộc Đảng Cộng Hòa là dưới 1%. Theo phòng nghiên cứu bầu cử tại Đại học Florida, tính đến hôm nay ngày 3 tháng 11, hơn 75 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống, trong đó gần 41 triệu người trực tiếp đến các điểm bỏ phiếu và hơn 34 triệu người chọn gửi phiếu bầu qua thư. Truyền thông Mỹ cho biết, rất khó dự đoán kết quả của cuộc bầu cử nếu chỉ dựa trên dữ liệu khảo sát số phiếu bầu sớm bởi có sai số và phụ thuộc vào chính sách vận động cử tri của từng đảng. Theo các cuộc thăm dò dư luận, cuộc đua vào Nhà Trắng đang rất gay cấn và dường như ông Trump có lợi thế hơn một chút khi dẫn trước ở nhiều bang chiến trường hơn bà Harris.
Trong cuộc thăm dò của tổ chức Decision Desk HQ, ông Trump dẫn đầu ở 6 bang, trên các trang web khác, ông dẫn đầu ở 5 bang. Sự chênh lệch bắt nguồn từ Wisconsin, nơi 3 trang web khác cho thấy bà Harris dẫn trước và cuộc thăm dò của tổ chức Decision Desk HQ cho thấy ông Trump dẫn trước. Năm 2016, ứng cử viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton đã giành được số phiếu phổ thông nhiều hơn 2% so với đối thủ Donald Trump, nhưng bà vẫn thua chung cuộc, vì vậy lợi thế của ông Trump vẫn chưa phải là chắc chắn. Dự báo từ tổ chức Decision Desk HQ và 538 cho thấy ông Trump có lần lượt 54% và 51% cơ hội chiến thắng. Hiện tại có sự chia rẽ rõ ràng giữa vành đai mặt trời và bức tường xanh, và sự chia rẽ càng trở nên sâu sắc hơn trong những tuần gần đây. Kết quả thăm dò của tổ chức Decision Desk HQ cho thấy ông Trump có lợi thế lớn nhất trong bất kỳ chiến trường nào ở Arizona, nơi ông dẫn trước 2%. Không xa phía sau là bang Georgia, nơi ông dẫn trước 1,9%, và bang North Carolina, nơi ông dẫn trước đối thủ 1,4%. Theo các mô hình dự báo của tổ chức Decision Desk HQ, ông Trump có tới 65% cơ hội chiến thắng ở Georgia, trong khi ông không có quá 53% cơ hội ở bất kỳ bang nào trong 3 bang bức tường xanh. Tuy nhiên, điều quan trọng nằm ở lá phiếu đại cử tri ở các bang này. Các cuộc thăm dò của Merit tại các bang chiến trường Michigan và Pennsylvania được công bố vào ngày 1 tháng 11, cho thấy bà Harris dẫn trước đối thủ Đảng Cộng Hòa 2 điểm phần trăm ở mỗi bang, 50% so với 48%. Cuộc thăm dò thứ 3 đối với cử tri bang Wisconsin cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump 3 điểm phần trăm, 51 với 48%. Chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho biết bà sẽ bỏ phiếu qua thư trước ngày tổng tuyển cử 5 tháng 11 để làm mẫu về các phương thức bỏ phiếu khác nhau cho cử tri. Tuy nhiên, đội ngũ của bà Harris không nêu rõ liệu chính khách dân chủ này đã gửi lá phiếu bầu tổng thống của mình qua đường bưu điện hay chưa. Báo The Hill đưa tin, mặc dù bà Harris đến từ California, nhưng gần đây bà vẫn chưa quay lại bang này. Thay vào đó, bà ưu tiên đi đến các bang chiến địa để thực hiện các sự kiện vận động tranh cử vào phút chót, khi cuộc đua vào Nhà Trắng vẫn vô cùng xiết sao dù chỉ còn 2 ngày là đến tổng tuyển cử quốc gia. Chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Mỹ tiết lộ, thông qua việc bỏ phiếu qua thư, bà Harris không chỉ muốn làm gương để người dân tiếp tục tận dụng các phương thức bỏ phiếu khác nhau, mà còn khuyến khích những cử tri còn do dự tham gia vào cuộc bầu cử, quyết định lãnh đạo tiếp theo của Nhà Trắng. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đang thu hút sự chú ý của toàn cầu, không chỉ bởi vai trò then chốt của Mỹ trong việc định hình trật tự thế giới, mà còn vì tác động trực tiếp đến nhiều điểm nóng địa chính trị hiện nay. Hiện cuộc đua vào Nhà Trắng đang được theo dõi chặt chẽ tại các thủ đô trên khắp thế giới. Theo kênh tin tức Al Jazeera của Qatar, Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như thích ông Trump hơn, mặc dù nhà lãnh đạo Nga đã gợi ý, có lẽ là nói đùa, rằng ông có thể thích bà Harris làm Tổng thống, nhưng nhiều dấu hiệu cho thấy ông Putin thực sự ủng hộ chiến thắng của ông Trump. Al Jazeera dẫn lời chuyên gia Timothy Arce, cộng sự của chương trình Nga và Âu Á tại Chatham House, nói đầu tiên ông Putin nghĩ Trump mềm mỏng với Nga và sẽ nhượng bộ để có được thỏa thuận lớn về Ukraine, cắt giảm hỗ trợ quân sự cho Ukraine và dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga. Tuy nhiên, các nhà phân tích Nga cho biết bất kể ai làm Tổng thống Mỹ, các quan chức Moscow tin rằng sự ác cảm của Hoa Kỳ đối với Nga sẽ vẫn còn. Trước đây, ông Putin đã thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình về chính trị Tổng thống Hoa Kỳ và đã nhiều lần ủng hộ các ứng cử viên kể từ năm 2004. Trước cuộc bầu cử năm 2016, ông Putin đã nói về ông Trump với các phóng viên trong một cuộc họp báo thường niên. Ông ấy là một người thông minh và tài năng, không còn nghi ngờ gì nữa. Vào tháng 10, phóng viên kỳ cựu Bob Woodward đã cáo buộc trong cuốn sách mới của mình rằng ông Trump đã gọi điện cho ông Putin ít nhất 7 lần kể từ khi ông rời nhiệm sở vào tháng 1 năm 2021. Nhưng cáo buộc này đã bị chiến dịch tranh cử của ông Trump và chính ông Trump bác bỏ. Vào cuối tháng 10, trong lễ bế mạc hội nghị thượng đỉnh BRICS, ông Putin cho biết ông Trump đã nói về mong muốn làm mọi thứ để chấm dứt xung đột ở Ukraine. Tôi nghĩ ông ấy đang thành thật. Ông Trump đã chỉ trích viện trợ mà Mỹ gửi đến Ukraine để chống lại Nga và nói rằng ông sẽ nhanh chóng chấm dứt giao tranh nếu đắc cử. Cũng như với Nga, cả Đảng Dân Chủ và Cộng hòa Mỹ đều có lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc. Trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình, ông Donald Trump đã bắt đầu một cuộc cạnh tranh thương mại với Trung Quốc, áp thuế đối với 250 tỷ đô la Mỹ hàng nhập khẩu của Trung Quốc vào năm 2018. Trung Quốc đã đáp trả áp thuế đối với 110 tỷ đô la Mỹ hàng nhập khẩu của Hoa Kỳ. Có vẻ như ông Trump sẽ không lùi bước nếu tái đắc cử, nhưng Đảng Dân Chủ Mỹ cũng có thể tập hợp lại để phản đối ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trên toàn thế giới.
Khi ông Joe Biden trở thành Tổng thống Mỹ, ông đã duy trì mức thuế của người tiền nhiệm. Hơn nữa, vào ngày 13 tháng 9, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố tăng thuế đối với một số sản phẩm do Trung Quốc sản xuất. Nếu bà Harris thắng cử, bà dự kiến sẽ tiếp tục nhất quán với chính sách của ông Biden đối với Trung Quốc. Tại Ukraine, kết quả bầu cử có thể tác động mạnh mẽ đến viện trợ quân sự từ Mỹ, vốn đóng vai trò quan trọng trong khả năng phòng thủ của Ukraine trước Nga. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 sẽ là một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình giải quyết xung đột Nga-Ukraine, trong khi ông Trump có thể theo đuổi một thỏa thuận nhanh chóng nhưng nguy cơ gây bất lợi cho Ukraine. Bà Harris nhiều khả năng sẽ duy trì sự ủng hộ hiện tại, nhưng phải đối mặt với những thách thức về nguồn lực và sự ủng hộ từ Quốc hội. Chính quyền Kiev tin rằng ông Trump sẽ không muốn tỏ ra yếu thế trên trường quốc tế bằng cách quay lưng lại với Ukraine. Do đó, ông Trump có thể sẽ có những động thái quyết đoán hơn để ủng hộ Kiev. Theo hãng tin Reuters, các cuộc thăm dò ý kiến gần đây cho thấy, ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump và Phó Tổng thống Đảng Dân chủ Kamala Harris vẫn đang trong một cuộc đua cạnh tranh quyết liệt. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Iran và các đồng minh khu vực ở Liban, Iraq và Yemen lo ngại, nếu ông Trump có thể giành chiến thắng trong ngày bầu cử mùng 5 tháng 11, điều đó có thể gây ra nhiều rắc rối hơn cho họ. Theo các quan chức Iran, Ả Rập và phương Tây, mối lo ngại chính của Iran là khả năng ông Trump trao quyền cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tấn công các địa điểm hạt nhân của Iran, tiến hành các vụ ám sát có chủ đích và tái áp dụng chính sách gây sức ép tối đa thông qua các lệnh trừng phạt đối với ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran. Họ dự đoán ứng viên Trump, người từng là tổng thống trong nhiệm kỳ năm 2017 đến năm 2021, sẽ gây ra sức ép tối đa lên lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, để nước này nhượng bộ bằng cách chấp nhận một thỏa thuận kiềm chế hạt nhân theo các điều khoản do Mỹ và Israel đặt ra. Bên cạnh đó, sự thay đổi tiềm tàng trong giới lãnh đạo Mỹ cũng có thể có những tác động sâu rộng đến cán cân quyền lực ở Trung Đông và có thể định hình lại chính sách đối ngoại và triển vọng kinh tế của Iran. Các nhà phân tích lập luận, bất kể chính quyền Mỹ tiếp theo do bà Harris hay ông Trump lãnh đạo, Iran sẽ không còn đòn bẩy mà họ nắm giữ, phần lớn là do chiến dịch quân sự kéo dài một năm của Israel làm suy yếu các lực lượng vũ trang thân Iran, bao gồm Hamas ở Gaza và lực lượng Hezbollah ở Liban. Tuy nhiên, lập trường của ông Trump được đánh giá là mối đe dọa đối với Iran do ứng viên này công khai ủng hộ Israel. Abdelaziz Ansager, người đứng đầu nhóm nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Vùng Vịnh cho biết, ông Trump sẽ đặt ra những điều kiện rất nghiêm ngặt đối với Iran hoặc để Israel thực hiện các cuộc tấn công có mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân của nước này. Ông ấy hoàn toàn ủng hộ một hành động quân sự chống lại Iran. Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Iran tiết lộ, Tehran đã chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra sau ngày bầu cử Mỹ. Vị quan chức này lý giải, trong nhiều thập kỷ qua, chúng tôi liên tục tìm cách xuất khẩu dầu, bất chấp các lệnh trừng phạt khắc nghiệt của Mỹ, và cũng đã củng cố mối quan hệ của chúng tôi với phần còn lại của thế giới, dù ai đứng đầu Nhà Trắng đi chăng nữa. Tuy nhiên, một quan chức của Iran khác thừa nhận, chiến thắng của ông Trump sẽ là một cơn ác mộng. Vị quan chức này nêu rõ, ông ấy sẽ gây áp lực lên Iran, đảm bảo các lệnh trừng phạt dầu mỏ được thực thi đầy đủ. Nếu vậy, nền tảng kinh tế của chúng tôi sẽ bị tê liệt. Trong bài phát biểu vận động tranh cử vào tháng 10, cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông không muốn gây chiến với Iran, nhưng nói rằng Israel nên tấn công hạt nhân Iran trước rồi lo phần còn lại sau. Khi được hỏi về phản ứng tiềm tàng sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel ngày 1 tháng 10. Sau này, Israel đã đáp trả bằng một cuộc không kích vào các mục tiêu quân sự của Iran, đặc biệt là các địa điểm sản xuất tên lửa vào ngày 26 tháng 10. Các nhà phân tích cho biết Iran rất có ít lựa chọn trong tương lai. Hassan Hassan, một tác giả và là nhà nghiên cứu về các nhóm Hồi giáo cho biết, thực tế, ông Trump sẽ ủng hộ Thủ tướng Netanyahu và bật đèn xanh cho ông ta làm bất cứ điều gì ông ta muốn. Nếu so với bà Harris, thì quan điểm của ông Trump với Iran cứng rắn hơn nhiều. Nhà nghiên cứu Hassan lưu ý, Washington đã chuyển giao một phần trách nhiệm đáng kể cho Israel trong cuộc xung đột với Iran và các lực lượng thân nước này. Trong chiến dịch tranh cử của mình, Phó Tổng thống Harris đã gọi Iran là một thế lực nguy hiểm và gây bất ổn ở Trung Đông, và cho biết Mỹ cam kết bảo vệ an ninh cho Israel. Bà cho biết Mỹ sẽ hợp tác với các đồng minh để phá tan hành vi gây hấn của Iran. Về phần mình, Iran còn có thêm một lý do khác để lo sợ một nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Năm 2018, Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là ông Donald Trump, là người đơn phương rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 của Iran với các cường quốc thế giới và ra lệnh sát hại Qasem Soleimani, cánh tay phải của lãnh tụ Iran Khamenei. Ông Trump cũng áp đặt các lệnh trừng phạt nhắm vào doanh thu xuất khẩu dầu mỏ và các giao dịch ngân hàng quốc tế của Iran, dẫn đến khó khăn kinh tế cực độ.
và làm trầm trọng thêm sự bất bình của công chúng tại quốc gia Hồi giáo này. Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống, ông Trump thường xuyên nói rằng chính sách không thực thi nghiêm ngặt các lệnh trừng phạt xuất khẩu dầu mỏ của Tổng thống Joe Biden đã làm suy yếu Washington và tiếp thêm sức mạnh cho Tehran, cho phép nước này bán dầu, tích lũy tiền mặt và mở rộng các hoạt động hạt nhân cũng như ảnh hưởng của mình. Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng đang đến hồi gay cấn. Theo tờ Telegraph của Anh, ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump nhiều khả năng sẽ điều hành nước Mỹ với chính sách thương mại đối đầu, ủng hộ việc áp mức thuế cao đối với Trung Quốc và nhiều quốc gia khác. Ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump đã đề xuất mức thuế lên tới 20% đối với tất cả các hàng nhập khẩu và 60% với hàng hóa Trung Quốc. Chính sách này có thể ảnh hưởng đến khối lượng hàng hóa nhập khẩu khổng lồ vào Mỹ với tổng trị giá lên tới 3.000 tỷ đô la Mỹ. Còn ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris nói rằng chính sách áp thuế cao của ông Trump có thể khiến các hộ gia đình Mỹ tốn thêm 4.000 đô la Mỹ mỗi năm. Các chuyên gia kinh tế cũng cảnh báo nếu thuế quá cao có thể dẫn đến suy thoái. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ gia hạn và mở rộng loạt biện pháp cắt giảm thuế mà ông từng ký thành luật năm 2017, đồng thời hứa giảm thuế doanh nghiệp từ 21% xuống 15% đối với những công ty sản xuất tại Mỹ. Ông Trump tuyên bố sẽ miễn thuế thu nhập cho các chế độ phúc lợi an sinh xã hội và các khoản tiền boa khi ông trở lại Nhà Trắng. Về phần mình, ứng viên Đảng Dân Chủ tuyên bố bà muốn xây dựng nền kinh tế cơ hội, tập trung vào tầng lớp trung lưu với các kế hoạch chống đầu cơ giá, thúc đẩy phát triển nhà ở, hỗ trợ người mua nhà lần đầu và mở rộng tín dụng thuế trẻ em. Bà Harris cũng cam kết sẽ cắt giảm thuế cho hàng chục triệu gia đình có thu nhập thấp và trung bình, đồng thời ủng hộ giảm thuế cho các doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp nhỏ. Giống như Tổng thống Biden, bà Harris muốn tăng thuế doanh nghiệp từ 21% lên 28%, nhưng bà muốn áp dụng mức thuế tối thiểu 25% đối với các hộ gia đình giàu có nhất. Bà Harris cũng là người ủng hộ mạnh mẽ việc xóa nợ cho sinh viên. Chuyên gia kinh tế trưởng Mark Zandi của Moody's Analytics nói với Reuters, bà Harris đang tăng cường nỗ lực hỗ trợ các gia đình có thu nhập thấp, tầng lớp trung lưu cùng các doanh nghiệp nhỏ bằng cách tăng thuế đối với người giàu và các tập đoàn lớn. Tuy nhiên, các nhà phân tích đánh giá kế hoạch thuế của cả hai ứng viên Tổng thống Mỹ đều sẽ dẫn tới tăng thâm hụt ngân sách, song thêm rằng kế hoạch của ông Donald Trump có thể gây thâm hụt lớn hơn và lạm phát cao hơn. Chính sách nhập cư vốn là vấn đề hàng đầu trong chiến dịch tái tranh cử của cựu Tổng thống Trump. Ông cho biết, ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức, sẽ đóng cửa biên giới Mỹ-Mexico và tiến hành các biện pháp cứng rắn để trục xuất người nhập cư bất hợp pháp. Tại một cuộc vận động tranh cử ở thành phố Aurora, bang Colorado, vào ngày 11 tháng 10, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết rằng bất kỳ người di cư nào làm hại công dân Mỹ sẽ phải đối mặt với án tử hình nếu ông giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11. Ngoài cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ ICE, ông Donald Trump tuyên bố sẽ huy động cả cảnh sát địa phương, lực lượng vệ binh quốc gia và có thể cả quân đội Mỹ để bảo đảm an ninh biên giới. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng dự định khôi phục một số chính sách gây tranh cãi trong nhiệm kỳ đầu, một trong đó là chương trình ở lại Mexico, yêu cầu người xin tị nạn phải ở lại Mexico cho đến ngày hồ sơ của họ được phía Mỹ phê duyệt. Trong khi đó, kế hoạch của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nhấn mạnh các chính sách hiện tại của chính quyền Tổng thống Joe Biden đang phát huy hiệu quả. Ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân Chủ cũng tuyên bố sẽ thúc đẩy một dự luật toàn diện về biên giới nhằm thắt chặt việc nhập cư vào Mỹ và cam kết thực thi luật pháp đối với các trường hợp vượt biên trái phép. Đồng thời, bà muốn cung cấp cho người di cư một con đường hợp pháp để có được quốc tịch. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày bầu cử chính thức, cuộc đua vào Nhà Trắng ngày càng gay cấn ở một số bang chiến trường quan trọng, nơi có thể quyết định người chiến thắng. Tại Pennsylvania, một cuộc thăm dò độc quyền từ USA Today, Đại học Suffolk, cho thấy ứng viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris và ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump đang hòa nhau ở mức 49%. Theo một cuộc thăm dò độc quyền khác từ USA Today, Suffolk, cả hai ứng viên tổng thống cũng đang ngang bằng ở Michigan với 47% mỗi bên. Một cuộc thăm dò của Jumas Lower, YouGov, được công bố trong tuần này cho thấy ông Trump dẫn trước một chút trong biên độ sai số ở South Carolina. Trong cuộc chạy đua nước rút trước ngày bầu cử Mỹ năm 2024, ngày 3 tháng 11, cả hai ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa, gồm Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump, đã có mặt vận động cử tri tại các tiểu bang chiến trường miền Nam.
Phó Tổng thống Kamala Harris đã tổ chức một cuộc vận động tại Atlanta, bang Georgia, và sau đó phát biểu tại Charlotte, bang North Carolina. Cựu Tổng thống Donald Trump bắt đầu ngày vận động tại Gastonia, bang North Carolina, hiện đang phát biểu tại Salem, bang Virginia, và sau đó sẽ trở lại North Carolina để vận động tại Greensboro. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền trước cuộc vận động tranh cử ở Atlanta, bà Kamala Harris nói rằng chiến dịch của bà vẫn đang cố gắng tiếp cận mọi cử tri. Bà cho biết bà có ý định trở thành tổng thống của tất cả người Mỹ. Đây là thông điệp được lặp lại trên các biển hiệu vận động tranh cử mà nhóm của bà đã sử dụng trong cuộc chạy đua nước rút cuối cùng. Trong sự kiện vận động tranh cử, bà Kamala Harris đã so sánh sự lãnh đạo mà bà muốn đưa vào phòng bầu dục với sự lãnh đạo của ông Donald Trump, chỉ trích những lời đe dọa của cựu tổng thống đối với các đối thủ chính trị của ông và nói rằng những người không đồng tình với bà sẽ có một chỗ ngồi tại bàn. Sau đó, tại Charlotte, bà Harris đã mô tả ông Trump là người bị ám ảnh bởi sự trả thù, gọi ông Trump là ngày càng bất ổn và nhắc lại quan điểm của bà rằng ông Trump tập trung vào danh sách kẻ thù của mình, trong khi bà tập trung vào danh sách việc cần làm của mình. Tại cuộc vận động tranh cử ở North Carolina, bà Harris đã bị những người biểu tình ngắt lời nhiều lần. Bà Harris đã tận dụng những khoảnh khắc đó để nhấn mạnh chủ đề vận động tranh cử của mình về nền dân chủ và cho biết bà sẽ làm việc với tư cách là tổng thống để chấm dứt xung đột ở dải Gaza và đưa các con tin trở về nhà. Trong khi đó, trong cuộc vận động của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Gastonia, ông Trump tuyên bố rằng những người nhập cư không có giấy tờ đang chiếm mất việc làm của người Mỹ da đen. Ông Donald Trump cũng cho biết ông đang làm tốt với các cử tri nam tại cuộc vận động ở Bắc Carolina, nhưng thừa nhận khoảng cách giới tính ngày càng lớn đã gây lo ngại cho một số đảng viên Cộng Hòa. Ông Trump lặp lại rằng, bất chấp những lời chỉ trích xuất phát từ nhận xét này, ông sẽ bảo vệ phụ nữ nếu được bầu. Tại cuộc vận động ở Virginia, ông Donald Trump tiếp tục tấn công vào hồ sơ của bà Kamala Harris, liên kết bà với chính quyền Tổng thống Joe Biden về các vấn đề nhập cư và kinh tế. Theo dữ liệu từ 47 tiểu bang và quận Columbia do CNN, Edison Research và Catalyst thu thập, khoảng 71,5 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu. Trước nguy cơ bất ổn dân sự do cuộc bầu cử tổng thống vào thứ Ba ngày 5 tháng 11, vệ binh quốc gia Mỹ đang túc trực để phòng ngừa tại một số tiểu bang, bao gồm Washington, Nevada và Oregon. Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI cho biết một video lan truyền trên mạng xã hội tuyên bố cơ quan này đã bắt giữ ba nhóm có liên quan thực hiện gian lận phiếu bầu đều là sai sự thật. Theo AFP, ngày 2 tháng 11, bà Kamala Harris và ông Donald Trump đang bước vào tuần cuối cùng của chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ căng thẳng nhất thời hiện đại, với một loạt các cuộc meeting ở các bang dao động sẽ thử thách sức bền của họ và khả năng thuyết phục những cử tri còn do dự cuối cùng. Lịch trình vận động tranh cử của cả hai ứng cử viên đều dày đặc tại các bang chiến địa như Georgia, Bắc Carolina, Michigan, Virginia và Pennsylvania. Đáng chú ý, tại Milwaukee, Wisconsin, hai ứng cử viên đã tổ chức các cuộc meeting chỉ cách nhau vài km vào cuối tuần. Bà Harris, người nỗ lực để trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Mỹ, đang sử dụng các cuộc meeting ở Georgia, Bắc Carolina và Michigan để truyền tải thông điệp của bà rằng ông Trump là mối đe dọa đối với nền dân chủ Mỹ. Bà Harris đang tập trung vào chiến lược kêu gọi các cử tri trung dung và thúc đẩy người ủng hộ đi bỏ phiếu thông qua các hoạt động vận động thực địa. Tại Little Church, Wisconsin, bà Harris đã chỉ trích ông Trump là người càng ngày càng bất ổn, bị ám ảnh bởi sự bất bình. Chiến dịch của bà Harris còn được hỗ trợ bởi nhiều ngôi sao nổi tiếng như Jennifer Lopez, Cardi B, Beyoncé và Bruce Springsteen. Tại Milwaukee, nữ ca sĩ nhạc rap Cardi B đã cùng với bà Harris kêu gọi cử tri tạo nên lịch sử. Trong khi đó, ông Trump, người từng thua cuộc vào năm 2020 và là ứng cử viên tổng thống đầu tiên bị truy tố, đang theo đuổi chính sách nước Mỹ trên hết với những đề xuất cải tổ chính phủ theo hướng cánh hữu và các chính sách thương mại quyết liệt. Tại Warren, Michigan, ông Trump đã chỉ trích mạnh mẽ nền kinh tế dưới thời ông Biden và Harris, điều mà các nhà kinh tế không đồng tình với nhận định này, và cảnh báo rằng một cuộc suy thoái kinh tế theo kiểu năm 1929 sẽ xảy ra nếu bà Harris được bầu làm tổng thống. Trong bối cảnh căng thẳng trước thềm bầu cử, nhiều doanh nghiệp tại thủ đô Washington DC đã bắt đầu đóng cửa phòng ngừa sau khi chính quyền thành phố cảnh báo về khả năng xảy ra tình trạng bất ổn khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa. Các cuộc thăm dò cho thấy, cuộc đua đang diễn ra hết sức gay cấn, đặc biệt là tại 7 bang chiến địa có khả năng quyết định kết quả cuối cùng thông qua hệ thống đại cử tri đoàn của Mỹ. Theo cuộc thăm dò mới nhất của CNN, tại Georgia, ông Trump dẫn trước với 48% so với 47% của bà Harris. Ngược lại, tại North Carolina,
Phó Tổng thống Harris đang dẫn trước 1 điểm phần trăm. Đáng chú ý, bà Harris nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cử tri da màu, 78% tại North Carolina và 84% tại Georgia, và cử tri da trắng có bằng đại học. Trong khi đó, ông Trump được ủng hộ nhiều bởi cử tri da trắng không có bằng đại học, đặc biệt là tại Georgia, với tỷ lệ lên tới 81%. Một loạt cuộc thăm dò mới nhất cho thấy, Phó Tổng thống Harris đang dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump ở các bang bức tường xanh, mà nhiều dự báo cho rằng bà cần giành chiến thắng để giành được chức Tổng thống Mỹ. Ba bang chiến trường gồm Michigan, Wisconsin và Pennsylvania, những nơi được coi là bức tường xanh, ám chỉ việc ba bang này ủng hộ nhiệt thành cho Đảng Dân Chủ, có tổng cộng 44 phiếu bầu của đại cử tri đoàn. Pennsylvania là lớn nhất với 19 phiếu bầu, Michigan có 15 phiếu và Wisconsin có 10 phiếu. Cuộc bầu cử sẽ kết thúc vào ngày 5 tháng 11 tới, với điểm nhấn là các cuộc meeting cuối cùng của ông Trump tại Grand Rapids, Michigan và của bà Harris tại Philadelphia, Pennsylvania vào đêm ngày 4 tháng 11. Những ngày gần đây, đương kim Phó Tổng thống Kamala Harris, gương mặt đại diện cho Đảng Dân Chủ và cựu Tổng thống Donald Trump, nhân vật đại diện của Đảng Cộng Hòa, gần như chiếm trọn thời lượng phát sóng trên các kênh truyền hình và tờ báo của Mỹ, trở thành tâm điểm ở các sự kiện tập trung đông đảo cử tri xứ Cờ Hoa, bởi họ là hai ứng cử viên chính và tiềm năng nhất trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024. Với Phó Tổng thống Kamala Harris, nếu cán đích trước trong cuộc đua năm nay, bà sẽ là vị nữ Tổng thống đầu tiên và là người da màu thứ hai đắc cử Tổng thống trong lịch sử hơn 200 năm lập quốc của Mỹ. Trong quá trình vận động cử tri, ứng cử viên Kamala Harris dường như cố tình nhấn mạnh viễn cảnh này qua thông điệp nước Mỹ sẵn sàng có nữ Tổng thống da màu đầu tiên. Trong khi đó, nếu chiến thắng, ông Donald Trump sẽ lần thứ hai ngồi vào chiếc ghế Tổng thống Mỹ sau nhiệm kỳ đầu tiên từ năm 2017 đến năm 2021. Nhưng lịch sử còn gọi tỷ phú Donald Trump nhiều hơn thế nếu như ông đắc cử, bởi đến nay, ông là người dính vào nhiều rắc rối pháp lý nhất trong lịch sử nước Mỹ khi đang giữ vai trò ứng cử viên Tổng thống. Theo The New York Times, trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024, tại mỗi bang chiến địa đều có ít nhất một ứng cử viên độc lập hoặc thuộc đảng thứ ba trên lá phiếu, khiến cuộc bầu cử vốn được dự đoán vô cùng xích sao càng trở nên khó lường. Trong số những ứng cử viên này, có thể kể đến ứng cử viên Jill Stein của đảng Xanh, ứng cử viên Chase Oliver của đảng Tự do hay ứng cử viên độc lập Cornel West. Thăm dò dư luận do The New York Times công bố hồi tháng trước cho thấy, cả bà Jill Stein và ông Chase Oliver chỉ nhận được khoảng 1% phiếu bầu trên toàn quốc, nghĩa là cơ hội trở thành tổng thống của họ rất rất thấp. Thế nhưng, vấn đề là sự hiện diện của họ trên lá phiếu ở một vài tiểu bang có thể hút số phiếu bầu từ các ứng cử viên của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, từ đó làm thay đổi cán cân và thậm chí làm đảo lộn kết quả cuộc bầu cử. Truyền thông và giới phân tích chính trị Mỹ gọi đó là hiệu ứng phá đám. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 từng chứng kiến màn phá đám như thế. Khi ấy, ứng cử viên Jill Stein đã giành được 31.072 phiếu tại Wisconsin, lớn hơn cả con số chênh lệch 22.748 phiếu mà ông Donald Trump đã đánh bại cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton tại bang này. Sau đó, nhiều thành viên của Đảng Dân Chủ cho rằng bà Hillary Clinton thất bại ở bang Wisconsin là do mất nhiều phiếu bầu vào tay ứng cử viên Jill Stein. Khi các hòm phiếu chưa được kiểm đếm đầy đủ thì khó có thể khẳng định các ứng cử viên nói trên sẽ đem tới lợi hay hại cho ông Donald Trump và bà Kamala Harris. Chỉ có điều, nếu họ trở thành kẻ phá đám với người này thì sẽ lại là thần tài của người kia. Dù ai trở thành chủ nhân Nhà Trắng trong cuộc bầu cử sắp tới thì có một điều chắc chắn không thay đổi, đó là mức lương và những đặc quyền mà họ được hưởng sẽ rất lớn. Hiện nay, Tổng thống Mỹ được nhận mức lương 400.000 đô la Mỹ mỗi năm, kèm theo đó là khoản trợ cấp 50.000 đô la để hỗ trợ chi trả cho các chi phí liên quan hoặc phát sinh từ việc thực hiện nhiệm vụ trên cương vị Tổng thống. Mục đích của việc trả lương cao được cho là để đảm bảo các Tổng thống Mỹ sẽ tránh xa tham nhũng. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ còn được hưởng nhiều đặc quyền khác mà người thường có nằm mơ cũng chẳng thấy. Ví dụ, được đi lại miễn phí trên chiếc limousine chuyên dụng của Tổng thống với tên gọi The Beast, trực thăng Marine One và Air Force One. Khi về hưu, họ vẫn được hưởng khoản lương hưu là 200.000 đô la Mỹ mỗi năm. Nhưng có lẽ, Phó Tổng thống Kamala Harris hay cựu Tổng thống Donald Trump cạnh tranh nhau quyết liệt cho chiếc ghế nóng trong Nhà Trắng vì muốn trở thành một phần của lịch sử nước Mỹ, chứ chẳng phải vì lương thưởng.
Bởi theo thống kê gần đây của tạp chí Forbes, bà Kamala Harris hiện có tài sản ròng khoảng 8 triệu đô la, trong khi khối tài sản mà ông Donald Trump sở hữu lên tới 3,9 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris đã có cuộc tranh luận trực tiếp tại Milwaukee, Wisconsin vào ngày 1 tháng 11 năm 2024. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump đã đặt ra câu hỏi về khả năng đàm phán với Nga và Trung Quốc của ứng cử viên Đảng Dân chủ Kamala Harris. Ông đã nêu điều này trong một bài phát biểu ở Milwaukee được Fox News phát sóng. Ông Trump nói, bạn có tin tưởng rằng bà Harris sẽ nói chuyện với Nga hay Trung Quốc về chiến tranh hạt nhân hay không? Tôi không nghĩ như vậy. Bạn có tin tưởng rằng bà ấy sẽ đưa chúng ta thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế không? Tôi không nghĩ như vậy. Không có gì nguy hiểm hơn việc trao quyền lực cho một người không có khả năng. Cựu lãnh đạo Nhà Trắng đã hứa trong cuộc tranh luận bầu cử rằng ông sẽ đạt được giải pháp cho cuộc xung đột này ngay cả trước khi có thể tái đắc cử và tuyên thệ nhậm chức Tổng thống vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Đồng thời, ông Trump nhấn mạnh xung đột ở Ukraine sẽ không bao giờ xảy ra nếu Moscow tôn trọng Tổng thống Mỹ. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 11 tới. Đảng Dân Chủ sẽ do Phó Tổng thống Kamala Harris đại diện và Đảng Cộng hòa sẽ do cựu Tổng thống Donald Trump đại diện. Trong nỗ lực cuối cùng trước ngày bầu cử, Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đã vận động tranh cử tại hai tiểu bang chiến trường quan trọng. Ông Trump tổ chức các sự kiện ở Michigan và Wisconsin, trong khi bà Harris tập trung hoàn toàn vào Badger State. Các cuộc meeting cuối cùng của họ diễn ra cách nhau vài dặm ở khu vực Milwaukee. Hai tiểu bang này rất quan trọng đối với các ứng cử viên. Cuộc thăm dò mới nhất của hãng tin CNN cho thấy bà Harris đang dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 48% so với 43% trong số những cử tri có khả năng bỏ phiếu ở Michigan và dẫn trước cựu tổng thống với tỷ lệ 51%, 45% ở Wisconsin. Các tiểu bang này đã nghiêng về ông Trump vào năm 2016, nhưng Tổng thống Joe Biden đã giành chiến thắng vào năm 2020. Trong cuộc phỏng vấn trực tiếp với nhà báo người Mỹ Tucker Carlson trước đám đông người ủng hộ ở Glendale, Arizona, ông Trump đã cáo buộc ông Biden làm tổn hại đến vị thế của nước Mỹ trên thế giới. Ông Trump nói, chúng ta là một quốc gia đang suy yếu, chúng ta là một quốc gia đang suy thoái rất nghiêm trọng. Cựu Tổng thống tiếp tục đổ lỗi cho ông Biden vì đã khuyến khích sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa Moscow và Bắc Kinh. Ông Trump cũng bày tỏ lo ngại về tương lai của đồng đô la Mỹ trong thương mại quốc tế. Ông nói, chúng ta đang mất đi đồng đô la như một chuẩn mực vì những người này. Nếu chúng ta mất đi đồng đô la Mỹ như một chuẩn mực, điều đó giống như thua một cuộc chiến vậy. Nga và Trung Quốc là thành viên của một số nhóm khu vực, bao gồm BRICS và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Cả hai nước đều mô tả quan hệ của họ là quan hệ đối tác chiến lược và đã tập hợp lại để phản đối chủ nghĩa đơn phương của Mỹ trên trường thế giới. Bắc Kinh đã từ chối tham gia các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây áp đặt lên Nga vì xung đột Ukraine. Mỹ đã ngắt kết nối với Ngân hàng Trung ương Nga khỏi các giao dịch bằng đồng đô la Mỹ và sau đó cấm xuất khẩu tiền giấy của nước này, phù hợp với chiến dịch trừng phạt lớn đối với Moscow. Tại hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Kazan, Nga vào tháng trước, các quốc gia thành viên đã lên án các lệnh trừng phạt bất hợp pháp của phương Tây, tuyên bố rằng những hạn chế này làm suy yếu nền kinh tế toàn cầu. Đảng Dân Chủ đang chuẩn bị cho phản ứng nhanh như chớp để làm tràn ngập mạng xã hội và sóng phát thanh bằng lời kêu gọi dư luận bình tĩnh và kiên nhẫn chờ kết quả kiểm phiếu cuối cùng. Phòng trường hợp đối thủ Donald Trump tuyên bố chiến thắng sớm như ông đã làm năm 2020. Trong tuần này, ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa nói với báo chí rằng ông rất hy vọng có thể tuyên bố chiến thắng vào ngày bầu cử mùng 5 tháng 11, dù thực tế phải mất nhiều ngày sau đó mới có thể biết kết quả cuối cùng, đặc biệt trong trường hợp yêu cầu kiểm phiếu lại ở một số khu vực quan trọng. Ông Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris đang cạnh tranh rất sát sao ở các bang chiến trường, với mức chênh lệch chỉ nằm trong khoảng sai số của các cuộc khảo sát. Người chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ thường được các hãng truyền thông lớn tuyên bố dựa trên phân tích số liệu phiếu do các quan chức bầu cử cung cấp. Đôi khi ứng cử viên tuyên bố chiến thắng trước khi kết quả dự kiến được báo chí công bố, nhưng điều đó trở thành bất thường trước khi tình hình trở nên rõ ràng. Thật đáng buồn là chúng tôi đã sẵn sàng nếu ông ấy làm như vậy. Nếu chúng tôi thấy ông ấy thực sự đang thao túng báo chí và cố gắng thao túng dư luận Mỹ, chúng tôi đã chuẩn bị để phản ứng.
bà Harris cho biết trong một cuộc phỏng vấn với ABC ngày 30 tháng 10. Bà Harris không nêu cụ thể những chuẩn bị đó, nhưng 6 quan chức của Đảng Dân Chủ và nhóm hỗ trợ của bà cho biết cuộc chiến ban đầu chống lại bất kỳ tuyên bố chiến thắng sớm nào của ông Trump sẽ diễn ra trên mặt trận dư luận. Họ đã chuẩn bị để đăng tràn ngập các phương tiện truyền thông xã hội và sóng truyền hình lời kêu gọi phải kiểm tất cả phiếu trước khi công bố người chiến thắng. Ngay khi ông Trump tuyên bố chiến thắng một cách gian dối, chúng tôi sẵn sàng lên truyền hình để nói sự thật và khai thác mạng lưới rộng lớn những người có thể ảnh hưởng để phản đối điều đó, một quan chức cấp cao của Ủy ban Quốc gia Dân Chủ cho biết. Một thành viên cấp cao trong nhóm hỗ trợ bà Harris cho biết hoàn toàn có khả năng ông Trump sẽ tuyên bố chiến thắng một cách gian dối vào đêm ngày 5 tháng 11, trước khi tất cả các phiếu bầu được kiểm đầy đủ. Trước đó vào năm 2020, ông Trump tuyên bố mình là người chiến thắng vào sáng sớm ngày hôm sau, 3 ngày trước khi các mạng truyền hình đưa ra kết quả dự kiến đầu tiên. Cuối cùng ông Trump đã thua đối thủ Đảng Dân Chủ Joe Biden. Ông Trump chưa bao giờ chấp nhận kết quả và vẫn tiếp tục nói rằng chiến thắng của ông năm đó đã bị đánh cắp. Nhóm hỗ trợ tranh cử của ông Trump nói với Reuters rằng ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa sẽ đấu tranh cho tất cả các phiếu bầu cho đến khi các điểm bầu cử đóng cửa, nhưng không phải trả lời trực tiếp câu hỏi liệu ông Trump có định tuyên bố chiến thắng một lần nữa trước khi biết kết quả công bố hay không. Quận Maricopa của bang Arizona là nơi cuối cùng quyết định liệu bà Kamala Harris hay ông Donald Trump sẽ trở thành tổng thống tiếp theo của Mỹ và đảng nào sẽ kiểm soát thượng viện. Một số bang như Florida yêu cầu tất cả các phiếu qua thư phải được gửi trước ngày bầu cử để quá trình này kết thúc khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa. Nhưng theo luật của Arizona, khi các điểm bỏ phiếu của Maricopa đóng cửa thì mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Luật của Arizona cũng cho phép cử tri sửa lá phiếu của họ trong tối đa 5 hôm sau, ngày bầu cử. Điều đó có nghĩa là nếu văn phòng bầu cử xác định chữ ký trên lá phiếu hoặc một số chi tiết có sai sót, cử tri có thêm 5 ngày để đến sửa cho lá phiếu hợp lệ. Thưa quý vị, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ là sự kiện lớn, với quy trình bỏ phiếu qua thư bắt đầu vài tuần trước khi cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Bỏ phiếu trực tiếp diễn ra từ ngày 5 tháng 11 tại thị trấn nhỏ Dixville Notch của bang New Hampshire và tiếp tục cho đến khi kết thúc vào 7 giờ tối, theo múi giờ Hawaii, Aleutian, chậm hơn 10 giờ so với giờ chuẩn Greenwich, tức là vào ngày hôm sau ở miền Đông. Tuy nhiên, trong hệ thống của Mỹ, số phiếu phổ thông không quyết định kết quả bầu cử. Mỗi bang nhận được một số phiếu nhất định dựa trên quy mô của từng bang, gọi là đại cử tri đoàn. Vì nhiều tiểu bang trung thành bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ hoặc Đảng Cộng Hòa trong các cuộc bầu cử tổng thống trước đây, nên kết quả cuối cùng thường phụ thuộc vào một số ít nơi có sự cạnh tranh, gọi là các bang chiến trường. Năm nay, 7 bang được coi là bang chiến trường. Nhóm đó bao gồm những nơi từng là thủ phủ sản xuất lâu đời nhưng gặp khó khăn trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thế kỷ 21. Các bang ở phía Nam đang phát triển nhanh chóng, nơi từng là thành trì của Đảng Cộng Hòa nhưng ngày càng trở nên đa dạng. Cả 7 bang đều có những thay đổi về nhân khẩu học liên tục, từ đó có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Các bang chiến trường cũng thay đổi theo thời gian, khi xu hướng kinh tế và nhân khẩu học của đất nước thay đổi. Ví dụ Florida và Ohio từng là nơi cạnh tranh quyết liệt trong các cuộc bầu cử trước đây, nhưng hiện nay nghiêng về Đảng Cộng Hòa. Thay đổi về nhân khẩu học cũng đưa các bang phía Nam như Bắc Carolina và Georgia vào tay Đảng Dân Chủ. Các cuộc thăm dò cho thấy cuộc đua xích sao giữa Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump ở những bang chiến trường năm nay. Mô hình bỏ phiếu từ các cuộc bầu cử trước đây cho thấy lý do nhóm bang chiến trường được các ứng cử viên cực kỳ coi trọng và đầu tư để vận động. Đảng Dân Chủ có thể dựa vào nhóm ủng hộ các giá trị tiến bộ ở New England và bờ Tây để giành chiến thắng ở đó, trong khi Đảng Cộng Hòa nhận được sự ủng hộ vững chắc trên khắp các bang bảo thủ hơn ở miền Nam. Ông Biden giành chiến thắng ở 6 trong số 7 bang chiến trường trong cuộc bầu cử năm 2020. Các cuộc bầu cử trước đây cũng cho thấy cách biệt giữa hai đảng đã thu hẹp, khiến cuộc cạnh tranh ở các bang chiến trường ngày càng gay cấn. Chiến thắng của ông Trump ở Michigan và Wisconsin năm 2016 đặc biệt gây ngạc nhiên đối với phe Dân Chủ vì họ tin tưởng vào thành tích đáng kể của họ ở những khu vực mà họ có sự hiện diện mạnh mẽ trong các nghiệp đoàn. Cả hai bang đều chuyển sang ủng hộ ông Biden trong cuộc bầu cử năm 2020 và sẽ đóng vai trò trung tâm trong cuộc bầu cử năm nay. Lần này, những thay đổi về nhân khẩu học có thể tạo ra bối cảnh dễ dàng hơn với bà Harris. Dân số da trắng đã giảm ở cả 7 chiến trường, trong khi dân số châu Á, da đen và gốc Tây Ban Nha hầu như đều tăng. Bản thân bà Harris có bố mẹ là người da đen và người châu Á.
Ông Trump gây bất ngờ trong cuộc bầu cử 2016, một phần nhờ thông điệp với nhóm cử tri lao động chân tay, cử tri ở những vùng thưa dân hơn hoặc phụ thuộc kinh tế nhiều vào ngành sản xuất. Ông làm kém hơn ở những khu vực với tỷ lệ dân số có trình độ đại học cao hơn. Tỷ lệ người có bằng cấp đã tăng ở tất cả các bang chiến trường kể từ khi ông Trump giành chiến thắng cách đây 8 năm. Cuộc thăm dò gần đây do Reuters Ipsos thực hiện cho thấy bà Harris đang dẫn đầu mạnh mẽ trong nhóm cử tri đó. Số người trong độ tuổi bỏ phiếu cũng đang tăng lên. Điều đó khiến cuộc đua giành giật nhóm cử tri trẻ tuổi trở nên khốc liệt ở các bang dao động. Ông Trump có xu hướng được ủng hộ nhiều hơn trong nhóm cử tri lớn tuổi. Mặc dù hàng chục triệu phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng, nhưng kết quả cuối cùng có thể được quyết định bởi vài chục nghìn phiếu bầu rải rác trên khắp các bang chiến trường. Một loạt các cuộc thăm dò mới cho thấy Phó Tổng thống Kamala Harris đang dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump ở các bang bức tường xanh mà nhiều dự báo cho rằng bà cần giành chiến thắng để giành được chức Tổng thống. Các tiểu bang Rust Belt tạo nên bức tường xanh của Đảng Dân Chủ có tổng cộng 44 phiếu bầu của đại cử tri đoàn. Pennsylvania là lớn nhất với 19 phiếu bầu, Michigan có 15 phiếu và Wisconsin có 10 phiếu. Các cuộc thăm dò của Harris tại các bang chiến trường Michigan và Pennsylvania được công bố vào ngày 1 tháng 11, cho thấy Phó Tổng thống Harris của Đảng Dân Chủ dẫn trước đối thủ của Đảng Cộng Hòa của bà ở 2 điểm mỗi tiểu bang, 50% so với 48%. Cuộc thăm dò thứ 3 của cử tri Wisconsin cho thấy bà Harris dẫn trước 3%, tương đương 51% so với 48%. Tất cả những kết quả này đều nằm trong biên độ sai số của cuộc thăm dò từ Harris, cộng hoặc trừ 3 đến 4 điểm cho cuộc thăm dò của Michigan và Pennsylvania, hoặc cộng hoặc trừ 3 đến 5 điểm cho cuộc khảo sát của Wisconsin. Các cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 10. 4 năm trước, tại cuộc bầu cử năm 2020, chính Tổng thống đương nhiệm Joe Biden đã giành trọn số phiếu đại cử tri tại các tiểu bang bức tường xanh, để qua đó hạ bệ ông Trump. Xa hơn nữa, vào năm 2016, ông Trump có được Nhà Trắng với chỉ dưới 78.000 phiếu phổ thông ở 3 tiểu bang bức tường xanh. Những lợi thế nhỏ mà bà Harris nắm giữ được ghi nhận là nhờ các cử tri độc lập, những người dường như đang chuyển hướng lá phiếu về phía bà trong những ngày cuối cùng của cuộc bầu cử. Bà Harris đã mở ra một lợi thế 6 điểm so với ông Trump nhờ những cử tri độc lập ở Michigan. 52% và 46%. Cải thiện từ mức dẫn trước 2 điểm vào tháng 9, bà cũng cải thiện từ lợi thế 4 điểm với những cử tri độc lập ở Wisconsin vào đầu tháng 9 lên mức dẫn trước 6 điểm vào cuối tháng 10. Tuy nhiên, sự thay đổi mạnh mẽ nhất diễn ra ở Pennsylvania. Bà Harris nhận được mức 55% sự ủng hộ của các cử tri độc lập, còn ông Trump chỉ là 40% trong thời điểm hiện tại. Hồi tháng 9, tỷ lệ này là 49% và 45%. Một cuộc thăm dò mới của USA Today, Suffolk, cho thấy bà Harris và ông Trump ngang bằng nhau ở Pennsylvania với 49% số phiếu bầu cho mỗi người. Theo cuộc thăm dò toàn tiểu bang, đối với 500 cử tri tiềm năng được tiến hành từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 10, với biên độ sai số là 4,4%. Nếu bà Harris có thể giành chiến thắng tại Pennsylvania và một tiểu bang bức tường xanh khác, ông Trump sẽ cần phải giành chiến thắng ở các tiểu bang dao động, bao gồm các tiểu bang vành đai mặt trời là Arizona, Georgia, Nevada và Bắc Carolina để có thể một lần nữa bước vào Nhà Trắng. Hơn 62 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, phá vỡ kỷ lục ở một số bang và mang lại hy vọng cho cả hai ứng cử viên của Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy Phó Tổng thống Kamala Harris của Đảng Dân Chủ và cựu Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng Hòa đang bám đuổi sát nút, kể cả ở 7 bang chiến địa có khả năng quyết định số phiếu bầu trên cả nước. Chiến dịch tranh cử của bà Harris đã khuyến khích cử tri bỏ phiếu sớm. Liên danh tranh cử của bà là ông Tim Walz cùng với Tổng thống sắp mãn nhiệm Joe Biden và cựu Tổng thống Barack Obama đều đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Ông Trump cũng khuyến khích những người ủng hộ ông bỏ phiếu bất cứ khi nào họ muốn. Tính đến ngày 31 tháng 10, ít nhất 62,7 triệu người đã bỏ phiếu sớm, chiếm gần 40% tổng số phiếu bầu của năm 2020. Tại bang Georgia, hơn 3,5 triệu người đã bỏ phiếu, tương đương 45% số cử tri đã đăng ký, đánh dấu mức cao kỷ lục. Dự báo có tới 70% cử tri của Georgia bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử này. Một số bang dao động khác cũng ghi nhận xu hướng tương tự. Ông Julian Zelizer, giáo sư đại học Princeton cho biết, sau năm 2020, các bang thực sự đã tăng cường và cải thiện quy trình bỏ phiếu sớm. Trong khi đó, nhà khoa học chính trị Michael McDonald tại Đại học Florida nhận định, số lượng lớn phiếu bầu sớm giúp các chiến dịch tranh cử tập trung nỗ lực nước rút khi ngày bầu cử mùng 5 tháng 11 đang đến gần. Theo dữ liệu khảo sát tại 6 bang gồm Colorado, Georgia, Idaho, Michigan,
North Carolina và Virginia. Cử tri nữ chiếm khoảng 55% số phiếu bầu sớm và cử tri nam chiếm 45%. Đảng Dân Chủ hy vọng điều này sẽ mang lại lợi thế cho ứng cử viên của họ. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy bà Harris đang dẫn trước đáng kể so với ông Trump trong nhóm cử tri nữ. Tuy nhiên, Đảng Cộng Hòa cho biết các cuộc khảo sát cho thấy ngày càng có nhiều người ủng hộ ông Trump bỏ phiếu sớm. Tại cuộc vận động tranh cử vào ngày 30 tháng 10, ông Trump tuyên bố Đảng Cộng Hòa đã lập kỷ lục về số lượng cử tri bỏ phiếu sớm. Trong vài ngày qua, cơ hội để ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 đã giảm đáng kể với một số công ty cá cược hàng đầu. Chỉ còn vài ngày nữa, đến ngày bầu cử Mỹ năm 2024, Kanshi, một trang web thị trường dự đoán, đã đưa ra cho ông Trump 64% cơ hội chiến thắng vào lúc 9 giờ tối theo giờ miền Đông ngày 29 tháng 10, so với 36% của đối thủ Đảng Dân Chủ Kamala Harris. Tuy nhiên, tính đến 8 giờ sáng theo giờ miền Đông ngày 1 tháng 11, cơ hội của ông Trump đã giảm xuống còn 56% so với 44% của bà Harris. Với Polymarker, một trang web dự đoán khác, nơi khách hàng có thể mua và bán cổ phiếu về các sự kiện diễn ra, tỷ lệ chiến thắng của ông Trump đã giảm từ 67% vào ngày 30 tháng 10 xuống còn 63% vào ngày 1 tháng 11. Cùng thời gian đó, tỷ lệ cược của bà Harris đã tăng từ 33% lên 37%. Cuộc thăm dò cho thấy cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 vẫn còn rất xích sao, với một phân tích về các cuộc khảo sát gần đây do trang web bầu cử 538 công bố vào ngày 25 tháng 10, cho thấy bà Harris dẫn trước 1-2 điểm trên toàn quốc với 47,9% số phiếu bầu so với 46,8% của ông Trump. Tuy nhiên, nhìn chung, 538 coi ông Trump là ứng cử viên được yêu thích nhất với 53% cơ hội chiến thắng so với 47% của bà Harris. Do hệ thống đại cử tri đoàn, một ứng cử viên có thể giành được nhiều phiếu bầu nhất nhưng vẫn thua cuộc bầu cử nói chung. Như đã xảy ra với bà Hillary Clinton vào năm 2016, vào ngày 29 tháng 10, các nhà cái Best 365, Paddy Power và Betfair đều đưa ra tỷ lệ cược là 1/2, tương đương 66,7% cho ông Trump về việc giành chiến thắng vào ngày 5 tháng 11. Tuy nhiên, đến ngày 1 tháng 11, hai nhà cái đầu tiên trong số này đã kéo dài tỷ lệ cược của ông lên 4/7, tương đương 63,6%, trong khi họ tăng lên 8/15 là 65,2% với Betfair. Trong cùng thời gian, tỷ lệ cược chiến thắng của ông Trump đã tăng từ 8/15, tương đương 65,2%, lên 8/13, tương đương 61,9% với Betfair. Cuối tuần qua, ông Trump đã tổ chức một cuộc meeting tại Madison Square Garden, mang tính biểu tượng của New York, nơi diễn viên hài Tony Hinchcliffe đã gây ra tranh cãi khi mô tả Puerto Rico là một hòn đảo rác nổi. Sau đó, Hinchcliffe đã bảo vệ những bình luận của mình trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, khẳng định rằng ông chế giễu mọi người tại sự kiện này. Hai ngày sau, ông Biden dường như gọi những người ủng hộ ông Trump là rác rưởi khi được hỏi về cuộc tranh cãi. Mặc dù, người phát ngôn Nhà Trắng Andrew Bates nói với Newsweek rằng Tổng thống chỉ ám chỉ lời lẽ căm thù phát ra từ cuộc biểu tình ở Madison Square Garden. Đáp lại, vào ngày 30 tháng 10, ông Trump mặc áo ghi lê huỳnh quang màu cam đi một chiếc xe chở rác có in thương hiệu chiến dịch của ông trong chuyến thăm Wisconsin. Phát biểu trước các phóng viên, ông Trump nói: "Các bạn thấy xe chở rác của tôi thế nào? Chiếc xe này là để vinh danh bà Kamala và ông Joe Biden." Ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris sẽ đánh bại đối thủ Donald Trump để trở thành Tổng thống tiếp theo của Mỹ. Đó là dự đoán của giáo sư sử học Alan Lichtman, người được coi như nhà tiên tri về bầu cử Mỹ nhờ đoán trúng 9/10 cuộc bầu cử trước đây. Trong đoạn video đăng trên kênh YouTube mới đây, giáo sư Lichtman cho biết ông không thay đổi dự đoán mà ông đã đưa ra từ tháng 9, dù khoảng cách mà bà Harris dẫn trước ở các bang chiến trường đang thu hẹp lại và kết quả thăm dò nhiều hãng thực hiện cho thấy kết quả đang rất xích sao. Lần duy nhất mà giáo sư Lichtman dự đoán không chính xác là năm 2000, khi ông nói rằng ứng viên Đảng Dân Chủ Al Gore khi đó sẽ chiến thắng để tiến vào Nhà Trắng. Giáo sư Lichtman nói, "Không có gì mới để thay đổi dự đoán mà tôi đã đưa ra vào ngày 5 tháng 9, bất chấp các cuộc thăm dò." Giáo sư Lichtman đã vấp phải một số chỉ trích vì những dự đoán của mình. Trong bài đăng trên mạng xã hội X gần đây, chuyên gia thăm dò ý kiến chính trị Nate Silver cho rằng các thông số mà vị giáo sư lịch sử hiện đại tại Đại học Hoa Kỳ sử dụng là hoàn toàn tùy tiện. Trong đoạn video mới nhất, giáo sư Lichtman nhấn mạnh rằng các tiêu chí mà ông sử dụng để đưa ra dự đoán của mình không thay đổi và chỉ trích sự phổ biến của các cuộc thăm dò ý kiến trên truyền thông. Ông cho rằng việc điều hành chứ không phải chuyện vận động tranh cử mới là dấu hiệu cho thấy ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. Giáo sư Lichtman nói,
Tôi không có quả cầu pha lê, tôi không phải là chủ tịch Hạ viện Mike Johnson. Người nghĩ rằng mình có đường ống dẫn đến đấng toàn năng, hệ thống của tôi dựa trên lịch sử. Nó rất mạnh mẽ, nhưng luôn có thể xảy ra. Bạn không thể biết trước rằng sẽ có điều gì đó thảm khốc và chưa từng có sẽ xảy ra để có thể phá vỡ mô hình lịch sử. Trong đoạn video trực tiếp dài 90 phút, nhà sử học này đánh giá rằng nền dân chủ Mỹ đang bị đe dọa trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Ông nói rằng ông cảm thấy lo lắng trước mỗi cuộc bầu cử, nhưng năm nay rất khác. Ông nói, tôi như có một đàn quạ trong bụng. Trong khi đó, nhà phân tích dữ liệu và dự báo của CNN, Harry Anten, trích dẫn tỷ lệ ủng hộ bà Harris và phá thai là vấn đề chính trong cuộc bầu cử năm 2024 cho biết, nếu Phó Tổng thống Kamala Harris giành chiến thắng, các dấu hiệu đã rõ như ban ngày. Nhà phân tích Anten đã trích dẫn hai điểm chính mà ông tin rằng cho thấy bà Harris sẽ thắng cử Tổng thống vào tuần tới. Bình luận của ông được đưa ra một ngày sau khi ông nói gần như ngược lại rằng nếu ông Trump thắng, các dấu hiệu từ đầu đã rõ ràng. Trên CNN sáng ngày 31 tháng 10, ông Anten cho biết, bà Harris chỉ đơn giản là được ưa chuộng hơn ông Donald Trump. Ông Anten lưu ý rằng tỷ lệ ủng hộ dòng của bà Harris cao hơn ông Trump là một lý do khiến bà có khả năng giành chiến thắng. Ông trích dẫn tỷ lệ ủng hộ dòng của bà là âm 2 điểm so với âm 7 điểm của ông Trump. Trang tin 538 cảnh báo rằng số phiếu bầu cho bà Harris đã tăng lên, đưa mức độ ủng hộ dòng của bà lên mức âm 1,5 điểm vào ngày 31 tháng 10, trong khi ông Trump là âm 8,4 điểm. Trong khi Real Clear Polling đưa ra mức ủng hộ dòng của bà Harris là âm 3,2 điểm, trong khi của ông Trump là âm 6 điểm. Nhà phân tích Anten đã xem xét 17 cuộc bầu cử trước đây kể từ năm 1956 và lưu ý rằng trong 16 cuộc bầu cử, ứng cử viên được nhiều người ưa chuộng hơn đã giành chiến thắng. Chỉ có một trường hợp ứng cử viên ít được ưa chuộng hơn giành được chức tổng thống, đó chính là ông Donald Trump vào năm 2016. Kênh CBS News dẫn dữ liệu từ phòng nghiên cứu bầu cử của Đại học Florida, Mỹ tại các tiểu bang Colorado, Georgia, Idaho, Michigan, Bắc Carolina và Virginia cho biết, tính đến ngày 31 tháng 10, ít nhất 62,7 triệu cử tri trên toàn nước Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm, chiếm gần 40% tổng số phiếu bầu năm 2020. Trong đó, tại bang chiến địa Georgia, quan chức phụ trách bầu cử Brad Raffensperger thông báo hơn 3,5 triệu người đã đi bỏ phiếu sớm, chiếm 45% số cử tri đã ghi danh, một con số cao kỷ lục. Ông Raffensperger cũng dự kiến có tới 70% cử tri tại bang Georgia sẽ bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử này. Giáo sư Michael McDonald, trưởng phòng nghiên cứu bầu cử tại Đại học Florida cho biết, số lượng lớn phiếu bầu sớm giúp các ứng viên tổng thống tập trung hơn vào các nỗ lực vận động cử tri của họ khi ngày bầu cử đang cận kề. Giáo sư McDonald nói trên một podcast, cứ mỗi cá nhân đi bỏ phiếu sớm đồng nghĩa với thêm một người được các ứng viên tổng thống gạch tên khỏi danh sách của mình. Và cứ mỗi cử tri được gạch tên đồng nghĩa với việc các ứng cử viên không cần liên lạc với người đó thêm lần nào nữa. Chiến dịch tranh cử của hai ứng cử viên tổng thống Mỹ năm nay đều khuyến khích việc bỏ phiếu sớm. Trong đó, Phó Tổng thống Kamala Harris và Thống đốc bang Minnesota Tim Walz, hai ứng viên tổng thống và phó tổng thống của Đảng Dân Chủ, từ lâu đã tích cực vận động cử tri thực hiện phương thức này. Tổng thống sắp mãn nhiệm Joe Biden và cựu Tổng thống Barack Obama đều đã đi bỏ phiếu sớm. Về phần mình, cựu Tổng thống Donald Trump, ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, dù đã từng tỏ ra hoài nghi về tính minh bạch của việc bỏ phiếu sớm, đã chuyển sang chấp nhận phương thức này ở thời điểm hiện tại. Ông Trump và đội ngũ của mình nhiều lần đề nghị những người ủng hộ nên bỏ phiếu bất cứ khi nào họ muốn. Các cuộc thăm dò ý kiến gần đây cho thấy, Phó Tổng thống Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đang bám đuổi sát sao ở các tiểu bang chiến địa có khả năng quyết định kết quả bầu cử trên toàn quốc. Theo số liệu thăm dò từ kênh CNN, tỷ lệ cử tri có khả năng bỏ phiếu muốn bầu ông Trump làm tổng thống là 48%, còn bà Harris là 47%. Ở bang Bắc Carolina, con số này là 48% với bà Harris và 47% với ông Trump. Cũng theo dữ liệu của 6 tiểu bang được Phòng Nghiên cứu Bầu cử Đại học Florida tổng hợp, phụ nữ chiếm khoảng 55% phiếu bầu sớm so với 45% của nam giới. Đảng Dân Chủ hy vọng điều đó sẽ mang lại lợi thế cho ứng cử viên của họ. Trong bối cảnh các cuộc thăm dò ý kiến gần đây đều cho thấy, Phó Tổng thống Kamala Harris đều ghi điểm hơn cựu Tổng thống Donald Trump đối với nhóm cử tri này. Dựa theo số liệu phân tích của NBC News, tại các tiểu bang Wisconsin và Michigan, Đảng Dân Chủ đang nhỉnh hơn một chút so với Đảng Cộng Hòa về số cử tri nữ mới ghi danh. Phía Đảng Cộng Hòa cũng khẳng định các khảo sát gần đây của họ cho thấy ngày càng đông người ủng hộ đảng này đi bầu cử sớm. Tại một buổi vận động cử tri hôm 30 tháng 10, cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố Đảng Cộng Hòa đã lập kỷ lục cao nhất về số phiếu bầu sớm. Thế nhưng những khẳng định trên phần nào cũng có cơ sở,
khi số liệu phân tích của NBC tại Wisconsin và Michigan cũng cho thấy Đảng Cộng Hòa đông gần gấp đôi Đảng Dân Chủ ở số cử tri nam giới mới ghi danh. Tuy nhiên, NBC News cũng cho biết phân tích trên không bao gồm số lượng cử tri độc lập, nên dựa vào đó không thể suy ra giữa ông Trump và bà Harris ai là người có nhiều phiếu bầu hơn. Đồng tình với quan điểm này, giáo sư Michael McDonald nhận định vẫn rất khó để đưa ra dự đoán chính xác ở thời điểm hiện tại. Thưa quý vị, người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ có thể tác động sâu rộng đến mối quan hệ căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, ở Trung Quốc, nhiều người cảm thấy rằng bất kể ai chiến thắng thì quan hệ Mỹ-Trung vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng. Một phần lý do là chính quyền và dư luận Trung Quốc tin rằng việc chính quyền Mỹ muốn hạn chế sự trỗi dậy của Trung Quốc trên trường quốc tế là điều chắc chắn, bất kể ứng viên Kamala Harris hay ông Donald Trump đắc cử. Trong nhiệm kỳ trước, ông Trump áp thuế hàng trăm tỷ đô la Mỹ lên hàng hóa Trung Quốc, phát động chiến dịch chống lại gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei và sử dụng ngôn ngữ kỳ thị chủng tộc để mô tả virus gây ra đại dịch COVID-19. 4 năm dưới thời Tổng thống Joe Biden đã có sự thay đổi về giọng điệu và nỗ lực ổn định truyền thông. Tuy nhiên, lo ngại của Mỹ về mối đe dọa an ninh quốc gia mà Trung Quốc gây ra ngày càng lớn. Chính quyền Tổng thống Biden nhắm vào các ngành công nghệ Trung Quốc bằng những biện pháp kiểm soát đầu tư và xuất khẩu cùng với công cụ thuế quan, đồng thời tiếp tục ủng hộ đảo Đài Loan, một vấn đề mà Bắc Kinh coi là lằn ranh đỏ. Trong khi đó, người Trung Quốc nhìn thấy triển vọng kinh tế của họ mờ nhạt đi khi đất nước vẫn vật lộn để phục hồi sau giai đoạn kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, khủng hoảng bất động sản kéo dài và những thách thức khác. Vì vậy, dù chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ vẫn được đăng tải trên các bản tin hàng ngày và thảo luận trên mạng, nhưng sự quan tâm của dư luận nước này đối với hai ứng cử viên và chính sách của họ có vẻ không đáng kể so với các cuộc bầu cử trước đây của Mỹ. Khi chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Mỹ diễn ra sôi nổi trong những tháng gần cuối cùng, truyền thông chính thống Trung Quốc tập trung vào sự bất hòa xã hội và phân cực ở Mỹ. Trong những ngày gần đây, bài đăng hàng đầu với hashtag bầu cử Mỹ trên Weibo nhấn mạnh lo ngại của người Mỹ về khả năng xảy ra bạo lực sau bầu cử. Bài do một nhánh của đài truyền hình trung ương CCTV thực hiện, dẫn dữ liệu khảo sát từ truyền thông Mỹ. Một bức biếm họa gần đây của báo China Daily cho thấy tượng nữ thần tự do bị nghiền nát trong hàm của một con rồng được dán nhãn bạo lực chính trị. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã bình luận trong một bản tin gần đây rằng mọi tầng lớp xã hội ở Mỹ đều rất lo lắng và dư luận đang hỗn loạn. Bản tin cũng cho rằng khi sự phân cực chính trị và sự chia rẽ trong dư luận gia tăng trong cuộc bầu cử Mỹ năm nay, bạo lực chính trị cũng gia tăng. Một tạp chí có quan hệ với Tân Hoa mô tả cuộc bầu cử Mỹ là thiếu hy vọng, cuối cùng sẽ do các thế lực vô hình như phố Wall quyết định. Bà Harris có vẻ là người tương đối xa lạ với người dùng mạng xã hội Trung Quốc trước khi bà trở thành ứng cử viên của Đảng Dân Chủ vào tháng 7. Kể từ đó, nhiều bài đăng và video trên ứng dụng Douyin đã chế giễu Phó Tổng thống, kể cả tiếng cười của bà và nhắc lại những bình luận mà ông Trump chỉ trích và chế giễu nữ đối thủ. Đôi khi ông Trump cũng được ngưỡng mộ một cách mỉa mai trên mạng xã hội Trung Quốc. Khi còn là Tổng thống, ông Trump được người dân Trung Quốc đặt biệt danh là Trump Thiên Quơ, nghĩa là Trump, người xây dựng quốc gia Trung Quốc. Biệt danh này ám chỉ chính sách đối ngoại theo chủ nghĩa đơn phương và gây chia rẽ trong nước mà ông Trump thực hiện đã giúp Bắc Kinh vượt qua Washington trên trường quốc tế. Nhưng sau 8 năm hỗn loạn, cơn sốt Trump dường như đã hạ nhiệt. Theo nhà nghiên cứu này, một lý do khiến mức độ quan tâm của dư luận Trung Quốc đối với cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay có vẻ kém hơn các cuộc bầu cử trước đây là do quan hệ Mỹ-Trung sẽ không được cải thiện. Thưa quý vị, bất kể ai là người thắng cử Tổng thống Mỹ, quốc gia này đều sẽ phải đối mặt với tình thế nguy hiểm. Chuyên gia bình luận quốc tế Phil Vileto của cổng thông tin Virginia Defender chia sẻ với Sputnik. Ông Phil Vileto nói, bất kể ai thắng cử Tổng thống ở Mỹ, chúng ta sẽ phải đối mặt với một tình trạng hoàn toàn mới và rất nguy hiểm. Ông Phil Vileto cho rằng, cách tiếp cận chính trị của ông Trump ngày càng nghiêng về cánh hữu và cực đoan. Cựu Tổng thống hứa hẹn sẽ sử dụng vệ binh quốc gia để trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp và trở thành nhà độc tài trong một ngày, trong trường hợp ông giành chiến thắng. Chuyên gia không loại trừ các cuộc biểu tình sau kết quả bầu cử, thừa nhận rằng ông Trump đang chuẩn bị cơ sở cho hành động bạo lực và nổi dậy nếu cuộc bầu cử không diễn ra theo cách mà ông ấy muốn. Ông Vileto nhận thấy, các đảng viên Đảng Dân Chủ cũng đang chuyển sang cánh hữu, tin chắc rằng khu vực bầu cử truyền thống của họ gồm người da đen và người Latin
phụ nữ và các nhà hoạt động vì quyền thiểu số không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ phiếu chống lại ông Trump. Ông Villalto nói, nếu bà Harris thắng, tôi cho rằng chúng ta sẽ chứng kiến bạo lực trên đường phố ở quy mô lớn đến mức khiến ngày 6 tháng 1 năm 2021 chỉ giống như một bữa tiệc trà. Chuyên gia Villalto nhận định, trong mọi trường hợp có một cơn sóng thần ở phía chân trời và nó đang tiến đến gần với tốc độ chóng mặt. Nếu giành chiến thắng, ông Trump có thể bắt giữ ông Biden và bà Harris. Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin các nghị sĩ Mỹ thuộc Đảng Dân Chủ đang xây dựng kế hoạch nhằm tránh lặp lại tình trạng bạo loạn xảy ra vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 khi khẳng định kết quả bầu cử tổng thống, thì đám đông ủng hộ ông Trump đã xông vào điện Capitol. Vụ việc người biểu tình bạo lực xông vào trụ sở Quốc hội là hành động tiếp theo sau khi ông Trump công khai từ chối chấp nhận kết quả bầu cử và cố gắng tranh biện, bãi bỏ kết quả trước tòa án. Đặc biệt, chính trị gia này cho rằng đã xảy ra nhiều vi phạm trong quá trình bỏ phiếu và yêu cầu xem xét lại kết quả. Ông Trump sau đó đã lên án vụ tấn công vào điện Capitol. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 11 tới. Đảng Dân Chủ sẽ do Phó Tổng thống Kamala Harris đại diện và cựu Tổng thống Donald Trump đại diện cho Đảng Cộng Hòa. Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói với báo chí rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tham dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm ông vào tháng 1 năm tới, bất kể người nào giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11, để thể hiện cam kết chuyển giao quyền lực một cách hòa bình. Bà Jean-Pierre nói, Tổng thống Joe Biden tin vào việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình, và đó là điều mà các bạn sẽ thấy ông ấy làm. Không phải vì ông ấy, mà là vì người dân Mỹ. Đó là điều mà người Mỹ cần thấy bất kể ai thắng cử. Người phát ngôn Nhà Trắng nhấn mạnh rằng, các tổng thống sắp mãn nhiệm thường tham dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm. Nhưng bà không nhắc đến chuyện cựu tổng thống Donald Trump đã không tham dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm Joe Biden hồi tháng 1 năm 2021. Thưa quý vị, ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris sẽ đánh bại đối thủ Donald Trump để trở thành tổng thống tiếp theo của Mỹ. Đó là dự đoán của giáo sư sử học Alan Lichtman, người được coi như nhà tiên tri về bầu cử Mỹ nhờ đoán trúng 9 trên 10 cuộc bầu cử trước đây. Trong đoạn video đăng trên kênh YouTube mới đây, giáo sư Lichtman cho biết ông không thay đổi dự đoán mà ông đã đưa ra từ tháng 9, dù khoảng cách mà bà Harris dẫn trước ở các bang chiến trường đang thu hẹp lại và kết quả thăm dò nhiều hãng thực hiện cho thấy kết quả đang rất xích sao. Lần duy nhất mà giáo sư Lichtman dự đoán không chính xác là năm 2000, khi ông nói rằng ứng viên Đảng Dân Chủ Al Gore khi đó sẽ chiến thắng để tiến vào Nhà Trắng. Giáo sư Lichtman nói, không có gì mới để thay đổi dự đoán mà tôi đã đưa ra vào ngày 5 tháng 9, bất chấp các cuộc thăm dò. Giáo sư Lichtman đã vấp phải một số chỉ trích vì những dự đoán của mình. Trong bài đăng trên mạng xã hội X gần đây, chuyên gia thăm dò ý kiến chính trị Nate Silver cho rằng, các thông số mà vị giáo sư lịch sử hiện đại tại Đại học Hoa Kỳ sử dụng là hoàn toàn tùy tiện. Trong đoạn video mới nhất, giáo sư Lichtman nhấn mạnh rằng các tiêu chí mà ông sử dụng để đưa ra dự đoán của mình không thay đổi và chỉ trích sự phổ biến của các cuộc thăm dò ý kiến trên truyền thông. Ông cho rằng việc điều hành chứ không phải chuyện vận động tranh cử mới là dấu hiệu cho thấy ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. Giáo sư Lichtman nói, tôi không có quả cầu pha lê, tôi không phải là chủ tịch Hạ viện Mike Johnson. Người nghĩ rằng mình có được ống dẫn đến đấng toàn năng, hệ thống của tôi dựa trên lịch sử. Nó rất mạnh mẽ, nhưng luôn có thể xảy ra. Bạn không thể biết trước rằng sẽ có điều gì đó thảm khốc và chưa từng có sẽ xảy ra để có thể phá vỡ mô hình lịch sử. Trong đoạn video trực tiếp dài 90 phút, nhà sử học này đánh giá rằng nền dân chủ Mỹ đang bị đe dọa trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Ông nói rằng ông cảm thấy lo lắng trước mỗi cuộc bầu cử, nhưng năm nay rất khác. Ông nói, tôi như có một đàn quạ trong bụng. Trong khi đó, nhà phân tích dữ liệu và dự báo của CNN, Harry Anten, trích dẫn tỷ lệ ủng hộ bà Harris và phá thai là vấn đề chính trong cuộc bầu cử năm 2024 cho biết, nếu Phó Tổng thống Kamala Harris giành chiến thắng, các dấu hiệu đã rõ như ban ngày. Nhà phân tích Anten đã trích dẫn hai điểm chính mà ông tin rằng cho thấy bà Harris sẽ thắng cử Tổng thống vào tuần tới. Bình luận của ông được đưa ra một ngày sau khi ông nói gần như ngược lại rằng nếu ông Trump thắng, các dấu hiệu từ đầu đã rõ ràng. Trên CNN sáng ngày 31 tháng 10, ông Anten cho biết, bà Harris chỉ đơn giản là được ưa chuộng hơn ông Donald Trump. Ông Anten lưu ý rằng tỷ lệ ủng hộ dòng của bà Harris cao hơn ông Trump là một lý do khiến bà có khả năng giành chiến thắng. Ông trích dẫn tỷ lệ ủng hộ dòng của bà là âm 2 điểm so với âm 7 điểm của ông Trump.
Trang tin 538 cảnh báo rằng số phiếu bầu cho bà Harris đã tăng lên, đưa mức độ ủng hộ dòng của bà lên mức âm 1,5 điểm vào ngày 31 tháng 10, trong khi ông Trump là âm 8,4 điểm. Trong khi Real Clear Polling đưa ra mức ủng hộ dòng của bà Harris là âm 3,2 điểm, trong khi của ông Trump là âm 6 điểm. Nhà phân tích Anten đã xem xét 17 cuộc bầu cử trước đây kể từ năm 1956 và lưu ý rằng trong 16 cuộc bầu cử, ứng cử viên được nhiều người ưa chuộng hơn đã giành chiến thắng. Chỉ có một trường hợp ứng cử viên ít được ưa chuộng hơn giành được chức tổng thống, đó chính là ông Donald Trump vào năm 2016.